vén bức màn lịch sử của tháp Hòa Phong ở Hồ Gươm. Có lẽ ít người biết, thực tế tháp Hòa Phong ở Hồ Gươm không nằm trong quần thể cùng tháp Rùa mà là một phần còn sót lại của di tích chùa Báo Ân đã được xây dựng từ năm 1846 dưới thời nhà Nguyễn. Theo ghi chép, người chủ trì xây chùa Báo Ân đó chính là Tổng đốc Hà Ninh Nguyễn Văn Giai. Ông là người xuất thân trong gia đình danh giá, thân phụ của ông chính là thầy dạy học của vua Thiệu Trị. Dưới thời vua Thiệu Trị thì ông là một vị thần có nhiều công lao với đất nước. Vào năm 1846, khi đang giữ chức Tổng đốc Hà Ninh, ông đứng ra quyên tiền để xây dựng chùa Báo Ân với quy mô lớn. Khi quá trình xây dựng chùa hoàn tất thì ngôi chùa đã trở thành một kiến trúc bề thế nhất tại Hà Nội lúc bấy giờ. Sau khi xâm chiếm Hà Nội thì đến năm 1888, thực dân Pháp đã phá hủy chùa Báo Ân để xây dựng bưu điện. Chính là bưu điện Hà Nội nằm đối diện Hồ Hoàn Kiếm ngày nay. Khi đó chỉ còn duy nhất tháp Hòa Phong là còn được giữ lại do không được xây dựng trong khuôn viên chùa mà nằm phía ngoài cạnh bờ hồ. Về kiến trúc thì tháp Hòa Phong có dáng vuông vức được làm bằng gạch trần, gồm 3 tầng nhỏ dần lên phía trên. Tầng 1 có cửa mở về 4 hướng theo lối vòm cuốn, phía trên khắc các chữ Báo Ân Môn, Báo Nghĩa Môn, Báo Đức Môn, Báo Phúc Môn. Tầng 2 với 4 góc xây trụ vuông, đặt tượng 4 con ngê đầu hướng về phía đông. Tầng 3 trên cùng đầy chữ Hòa Phong Tháp. Trên đỉnh tháp nhô cao, phía trên có trang trí bầu hồ lô bằng đá. Với lịch sử lâu đời và dáng vẻ cổ kính nhuốm màu thời gian thì tháp Hòa Phong đón rất nhiều du khách ghé tham quan và check-in mỗi ngày. Tại đây chúng ta có thể khám phá kiến trúc truyền thống của tháp hoặc kết hợp tham quan các địa điểm nổi tiếng khác, chẳng hạn như là đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, tháp Búc và rất nhiều địa điểm cổ kính thú vị khác nữa. Cả nhà mình ai muốn Quyền khám phá và chia sẻ cho cả nhà xem thêm thì cho Quyền biết nha.